sự xuất ly của thái tử khi thức dậy thái tử ngồi kiết già dạ trên lông sàn và nhìn quanh ngài thấy các vũ nữ đang nằm ngủ một số thì nằm đè lên các nhà cụ của họ và nước giải chảy ra từ miệng làm vấy bẩn hai má và thân thể của họ một số thì nghiến răng trèo trẹo kẻ thì ngáy khò khò người thì mớ lẩm nhảm kẻ thì há miệng tan hoác một số nằm trần truồng số khác nằm tóc xỏa rối bù. Tất cả hiện ra như một bãi tha ma đầy những thi thể nhân gớm. Trông thấy những sự biến đổi đầy ghê tởm và những sự thay đổi hình dạng trong các vũ nữ, thái tử khởi tâm viễn ly các dục lạc càng nhiều hơn. Đây là cách mà sự viễn ly xảy ra. Một, Abbasada Kama. ngũ dục đem lại ít khoái lạc nhưng nhiều phiền khổ. Những lỗi lầm và khuyết điểm của ngũ dục quả thật rất nhiều. 2. thích căn cách lu bắp mà cầm mà. Ngũ dục giống như khúc xương khô. Khi con chó đói, tìm thấy cục xương không có chút thịt nào. Nước giải của nó nhỏ giọt. Nó gặm hết cục xương mà không thể làm cho nó thỏa mãn. Nhưng cục xương còn mùi thơm, con chó không thể nhả ra. Con chó tiếp tục gặm cục xương từ chỗ này đến chỗ khác với mong mỏi được thỏa mãn nhưng con chó có thể đi đến chỗ chết mà không tìm được chút vị ngon ngọt nào từ cục xương. Dường thế ấy, tất cả chúng sanh, cả nam lẫn nữ, nắm víu vào ngũ dục như cục xương khô ấy, gồm có vàng, bạc, đất đai, tài sản, vợ con vân vân cũng giống như con chó đói gầy ốm. Tuy họ có những vật dục này để thọ hưởng trong thời gian dài với nhiều tham ái, nhưng họ không bao giờ được thỏa mãn họ luôn sống với mong mỏi to lớn là được thỏa mãn và vui sướng bị thu hút và say mê bởi lòng tham muốn dục lạc đang khởi sanh trong họ các loài hữu tình không thể xa lìa các dục lạc này không hề có ý nghĩ từ bỏ thế gian để tự giải thoát họ ra khỏi xiềng xích của các dục lạc họ thích thú đeo bám vào chúng cuối cùng họ chết bên cạnh vợ con trong vất vả cực nhọc lo toan các phận sự của đời sống gia đình do đó năm loại vật dục rất giống như mẫu xương khô chúng đem lại nhiều phiền khổ và đau đớn thực vậy sự tham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy và đầy những lỗi lầm khuyết điểm 3. mâm sắp ngũ dục quả thật giống như mẫu thịt ví dụ một con diều hâu bay đi sau khi cuỗm được miếng thịt ngay tức thì đám diều hâu bám theo, vây quanh và tấn công nó dữ dội. khi nào con diều hâu kia còn giữ miếng thịt thì nó còn liên tục bị tấn công và phải chịu nhiều đau đớn. ngay khi nó buông thả miếng thịt thì nó liền vơi đi đau khổ. đến lượt con chim khác trộp lấy miếng thịt và bay đi, nó cũng bị rượt đuổi và tấn công bởi những con chim khác. như vậy con chim nào cũng tìm cách trộp lấy miếng thịt và khi trộp được rồi chúng đều bị tấn công đến bầm dập. Cũng dường thế ấy, người đeo níu trong ngũ dục giống như chộp lấy miếng thịt, cho đó là của ta, từ ngã của ta, thì gặp những nguy hiểm thường có như bị trấn lột, bị trộm cắp và bị những người ganh ghét phá hoại, hoặc bị gây phiền khổ mỗi khi có cơ hội. Nếu phải đối mặt với những kẻ thù này mà anh ta đem hết khả năng để phòng vệ thì anh ta có thể bị nguy hiểm tính mạng dưới những hoàn cảnh bất lợi. Khi nào anh ta còn chấp giữ những vật dục này, thì anh ta còn bị rình rập bởi tất cả các loại tai họa, bị nhốt trong cuộc sống đầy hạn chế. Chỉ khi nào từ bỏ tất cả chúng, người ấy mới có được cơ hội sống trong an lạc. Do đó, năm loại dục lạc rất giống như biến thịt, chúng đem lại nhiều đau khổ hơn. Quả thật vậy, những ham muốn về ngũ dục hoàn toàn không đáng tin cậy và đầy những khuyết điểm và lỗi lầm. 4. Tiết nước cuốc bác mà cà mà Ngũ dục quả thật giống như cây đút rơm đang cháy. Khi một bó rơm lớn được châm lửa và đi ngược chiều gió, nó bắt đầu cháy từ trên xuống dưới, và chừng nào nó chưa được quăng đi thì nó vẫn còn đốt nóng các phần tứ chi của người cầm nó như ở tay và chân như vậy người kia có thể gặp phải cái chết và phải chịu nhiều đau đớn cho đến chết dường thế ấy các vật dục khi được đeo bám và chấp giữ bởi bàn tay ái dục như là cái của ta tự ngã của ta thì chúng sẽ đốt cháy tất cả những vui thích với những vật sở hữu của họ bằng những ngọn lửa lo âu và hồi hộp vì phải giữ gìn chúng cho dù nâng niu gìn giữ đến mấy chân nữa qua quá trình vận hành tự nhiên của chúng, rồi đến lúc chúng cũng bị cướp đi và trở thành vô nghĩa. Chúng sẽ phát triển thành ngọn lửa đau khổ to lớn qua sự lo âu và buồn khổ. Đôi khi những ngọn lửa đang bùng cháy này bốc cao thành những ngọn lửa của tử thần. Do đó, sở hữu những vật dục này, hữu tình lẫn vô tình như vợ con, đất đai và tài sản vân vân cũng y như ôm lấy những ngọn lửa. Do đó, năm loại dục lạc rất giống như những bó cỏ khô đang bốc cháy. Chúng đem lại nhiều đau đớn và buồn khổ. Thật vậy, những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy và đầy lỗi lầm khiếm khuyết. Năm Anga karasu năm loại dục lạc quả thật giống như hố than hồng bị che phủ bởi lớp tro tàn không có khói hoặc lửa ngọn. Hố than hồng trong ngụy trang như không có lửa nhưng bất cứ ai đi xuống hố mà không nhận ra những dấu hiệu có lửa sẽ bị cháy bỏng nặng nề hơn bị cháy xém bởi ngọn lửa thậm chí người kia có thể bị mất mạng tương tự vậy năm loại dục lạc trong bên ngoài có vẻ khả ái khả lạc và dường như không đốt nóng do sự liến ái và sở hữu những vật dục này khi người ta đi xuống hố lửa ngầm của các dục lạc người ấy phải chịu nhiều thống khổ, bị đốt cháy bởi những ngọn lửa thì ai cũng thấy. Nhưng sự cháy nóng của nhiều loại vật ngầm như rễ cây v.v. bị vùi lấp trong lớp than hồng thì không rõ ràng. Nhưng sức nóng của chúng thì dữ dội hơn sức nóng của lửa ngọn. Cũng vậy, những người đi vào chìm đắm trong hố than ngầm của các dục lạc, không bị đốt cháy bởi những ngọn lửa thấy được rõ ràng, mà bằng sức nóng ngầm cực mạnh nhiều loại vật cháy ngầm như gỗ, rễ cây vân vân bị vùi lấp trong hố than hầm, chúng cháy âm ỉ. Những người say đắm dục lạc cũng vậy, họ bị đốt cháy bên trong và chịu nhiều đau khổ do bởi những ý nghĩ về dục lạc, do bởi những khó khăn vất vả trong việc sinh nhai và do bởi tất cả những hình thức lo tan trong việc bảo vệ và nuôi sống gia đình của họ. Cõi dục này đầy dãy các dục lạc giống như hầm lửa ngầm to lớn. Dục lạc càng nhiều thì than hồng trong hố càng lớn hơn. Loài hữu tình trong thế gian này giống như những khúc củi, những rễ cây, vân vân Bị vùi lớp trong mớ than hồng đang chảy trong cái hố. Do đó, năm loại dục lạc rất giống như hố than hồng. Chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lị. Thật vậy, những ham muốn dục lạc không tháng tin cậy nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. Sáu, số vi ná cù bám mà cầm mà năm loại dục lạc quả thật giống như giấc mộng. Một người trong khi đang ngủ có thể nằm mơ thấy mình trở thành người giàu có, vị tỉnh trưởng hay hoàng đế, ta hồ thọ hưởng bất cứ loại dục lạc nào mà ông ta thích và sống cuộc sống huy hoàng như vậy. Trong giấc mơ của ông ta, mọi thứ xem ra như có thật. Xem ra đời sống cao sang này không bao giờ chấm dứt. Nhưng khi anh ta thình lình thức dậy thì anh ta thấy rằng mọi thứ không thể tìm lại được, không thể nắm bắt được và hoàn toàn vô nghĩa. Tương tự, nhân loại và chư thiên trong cõi dục đang chìm đắm trong những khoái lạc của chư thiên và trần thế do ái dục dẫn đường và bị mê muội bởi ái dục ngã mạn và tà kiến cho rằng đời sống khoái lạc của họ là có thực, thường hằng và bền vững. Họ chỉ đang mê đó thôi Trong cuộc đời ngắn ngủi của kiếp sống hiện tại Trong khi đang thọ hưởng dục lạc như giấc mơ Người ta phải đi qua kiếp sống khác Bỏ lại tất cả những dục lạc Mà người ấy vẫn còn bám chấp mãnh liệt Cũng như tất cả những vật dục Mà người ta bắt gặp trong giấc mơ Chúng biến mất không dấu vết Vào lúc người ấy thức dậy Cũng vậy tất cả những vật dục Mà người ta chấp thủ là ta của ta, tài sản của ta trong suốt thời gian ngắn ngủi của đời sống hiện tại, rốt cuộc chúng đều trở thành những thứ chẳng liên quan gì đến ta cả. Do đó những dục lạc rất giống như trong giấc mơ, chúng có nhiều đau đớn và khổ lị. Quả thật vậy, những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. 7. già trí tá của bác mà cà mà Năm loại dục lạc quả thật giống như những vật vay mượn giả sử có những người không có những vật sở hữu làm của riêng phải thuê mướn những đồ trang sức như ngọc quý vàng và bạc để mang theo trong những dịp lễ hội họ mang những vật trang sức ấy như là của riêng họ với tất cả hạnh phúc khi họ hoàn trả chúng hoặc khi bị các sở hữu chủ lấy lại sau khi trả chúng cho người chủ sở hữu họ cảm thấy buồn và thất vọng tương tự khi những phước quá khứ của quả lợi lạc qua sự thảo hưởng các dục lạc, họ có thể mê muội nghĩ rằng những điều lợi lạc như vậy sẽ kéo dài mãi mãi. Khi những vật dục này bị mất đi hoặc bị tiêu hoại do kết quả của những ác nghiệp trong quá khứ của họ, hoặc khi họ mạng chung, chúng trở thành những thứ không phải của mình. Thử nhìn vào cuộc sống của một người, ai cũng cho rằng mình là chủ nhân của các vật dục nào đó, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ lại với hai bàn tay trắng. Do đó năm loại vật dục rất giống như những vật vay mượn, chúng đem lại nhiều đau khổ và phiền lụy. Quả thật vậy, những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. 8. Rút khá phá lù bát mà cầm mà năm loại vật dục, quả thật giống như cây có đầy trái. Ví dụ, trong một khu rừng gần một ngôi làng nọ, có một cây lớn ra trái triệu cành. Một người đàn ông nọ rảo đi trong khu rừng tìm kiếm trái cây để ăn. Trông thấy cây kia và suy nghĩ. Cây này đầy những trái thơm ngon mà chẳng có một trái nào rụng xuống đất cả. Ta lại có tài leo cây. Bởi vậy ta sẽ leo lên cây và hái ăn cho thỏa thích. Ta cũng sẽ hái chúng và bỏ đầy các túi áo quần. Với suy nghĩ như vậy, anh ta trèo lên cây ăn trái và bỏ đầy các túi quần áo trong lúc ấy một người đàn ông thứ hai với cái rựa trong tay cũng đi vào rừng kiếm trái cây để ăn anh ta trông thấy cây đầy trái ấy và nghĩ rằng cây này đầy những trái ngọt không có trái nào trên mặt đất cả mà ta thì không biết leo cây thế nên ta sẽ đốn gốc cây và ăn trái cho thỏa thích ta cũng hái thêm một số và bỏ đầy các túi rồi người đàn ông đốn hạ cây. Người đàn ông trước đã ở trên cây không thể nhanh chóng leo xuống trước khi người thứ hai đốn hạ cây. Người này chắc chắn sẽ bị mất mạng, nếu không thì cũng bị tàn tật. Tương tự, một người giàu có đang thọ hưởng ngũ dục có thể bị một người đàn ông khác đến đánh đập và trấn lột hết những vật dục của ông ta. Người đàn ông giàu có bị đánh đập nặng nề có thể bị thương tích, tàn tật thậm chí đến mất mạng do bởi những vật dục ấy. Nếu người ấy mạng chung mà còn mang ấn tượng sâu sắc hoặc luyến ái mãnh liệt với các vật dục ấy, thì ông ta sẽ gặp phải tất cả mọi hình thức đau khổ như bị tái ranh vào các khổ cảnh. Do đó, năm loại dục lạc rất giống với cây có đầy trái. Chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lị. Quả thật vậy, những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và rủi ro hoặc năm loại dục lạc giống như trái độc ví dụ có một trái độc tên là kim bút cá hay kim phá lá giống như trái xoài ngon tươi nhất nhưng nó làm cho người ăn nó phải chịu đau đớn khôn tả thậm chí dẫn đến cái chết những người ăn loại trái kia chỉ vì màu sắc mùi và vị của nó phải quần quại trong đau đớn vì ruột bị vỡ ra và cuối cùng chết trong đau đớn như người đã uống thuốc rày vậy tương tự vậy năm loại dục lạc có lớp vỏ giả tạo đầy hấp dẫn làm mê muội những người không có con mắt trí tuệ mang ý nghĩ rằng chúng quả thật là những vật dục khả ái khả lạc bị quyến rũ bởi lớp vỏ hào nhoáng đầy hấp dẫn của chúng những kẻ vui thích và chìm đắm trong chúng sẽ bị chết ngạt dần dần trong những chất độc bất thiện như tham sân và si và sau khi nếm đủ mọi hình thức đau đớn và khổ lụy do lo âu buồn giận vân vân cuối cùng họ đi đến cái chết trong tuyệt vọng vì chất độc của dục lạc vẫn còn đeo bám trong tâm của họ nên sau khi chết họ không được tái sanh vào cảnh giới hạnh phúc thay vào đó họ còn lãnh chịu nhiều đau khổ hơn do phải tái sanh trong các khổ cảnh như địa ngục do đó năm loại dục lạc rất giống như trái chín có độc chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lụy quả thật những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. 9. Asi Sunu năm loại dục lạc quả thật giống như tấm thớt chặt thịt. Ví dụ, chính trên tấm thớt những con thú và những con vật bị săn bắt như nai, vân vân bị giết chết, thịt của chúng bị lóc ra và thái thành từng miếng. Tấm thớt chặt thịt là nơi các loài hữu tình bị giết và bị lóc thịt tương tự như thế ấy. Năm loại dục lạc tiêu diệt tất cả chúng sanh vui đắm, đắm chìm trong chúng bằng sự mổ xẻ, cắt thái bởi con dao và chiếc búa ái dục của họ. Tất cả những ai tự kê cổ vào tấm thớt của dục lạc, những kẻ tham ái thì không thể phát triển pháp xả bỏ để đi vào thế giới thiên thang và đại lộ thiền quán để bẻ cây dao ái dục và đập tan cây rìu tham luyến. Họ đi đến cái chết trong kết cục đầy thê thảm. Do đó năm loại dục lạc rất giống như tấm thớt chặt thịt, chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lị. Quả thật vậy, những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. 10. Satissu luppamakamma Năm loại dục lạc giống như lưỡi kiếm hoặc lưỡi thương bén nhọn. Ví dụ, lưỡi của cây kiếm hay cây thương bén nhọn sẽ cắt sâu hoặc đâm xuyên bất cứ vật gì chạm vào nó chúng chỉ là những khí giới để giết và tiêu diệt kẻ thù vân vân năm loại dục lạc cũng vậy chúng cũng bén nhọn như thế cắt đứt và đâm thủng bất cứ ai chìm đắm theo chúng ví dụ một người nào đó bị đâm xuyên bởi cây kiếm hay cây thương của cảnh sát giống như con cá bị cắn câu người ấy không thể tự mình gỡ nó ra ngay mà phải chịu đau đớn theo nó bị đâm thủng như vậy bởi cây kiếm hoặc cây thương của cảnh sát người ấy trở nên lãng quên không nhớ đến pháp hành giới, định và tuệ mà anh ta đã tu tập trước kia. Như vậy anh ta kết thúc trong sự sụp đổ. Ví dụ này cũng áp dụng cho cảnh thinh. Như vậy, năm cảnh dục giống như những lưỡi kiếm hoặc lưỡi thương bén nhọn, chỉ là những khí giới giết hại và tiêu diệt chúng sanh. Tất cả chúng sanh nào chưa từ bỏ tham ái đối với các dục lạc, giống như những tù nhân, họ phải ở giữa những cây thương, cây kiếm bén nhọn của năm loại dục lạc đang hướng thẳng vào họ trong bất cứ kiếp sống nào mà họ sinh ra. Năm loại dục lạc này tự động bám chắc vào tất cả những chúng sanh nào chạm vào chúng mà không lại trừ bất cứ ai. Do đó, năm loại dục lạc rất giống như lưỡi kiếm hoặc lưỡi thương bén nhọn, chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lụy. Quả thật vậy, những tham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khuyết điểm 11. Sápāsiroppama kamma. Năm loại dục lạc quả thật giống như đầu của con rắn độc. Đầu của con rắn độc chứa chất độc giết người, đáng sợ và đáng ghê tởm. Như đầu của con rắn độc gây ra tai hại khôn tả cho tất cả những ai chạm vào nó, năm loại dục lạc cũng vậy, ghê tởm và đáng sợ vì chúng chứa đầy chất độc cực mạnh có thể sản sinh ra nhiều máu phiền não trong những người chạm vào chúng hoặc bị cắn bởi chúng và cũng như đầu của con rắn độc chỉ đem lại tai hại mà không đem lại lợi ích cho thế gian tương tự năm loại dục lạc đem lại tất cả những hình thức tai họa đáng sợ cho mọi người trong thế gian năm loại dục lạc giống như người đụng vào hoặc giẫm lên đầu của con rắn độc sẽ bị gặp phải tai họa to lớn do đó năm loại dục lạc rất giống đầu của con rắn độc chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lụy Quả thật vậy, những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. Cách quán tưởng về các ngũ trần kể trên được căn cứ vào bài kinh Bồ Tát Lý Giá Xuất Tá của Bộ ma Bành Nhà xá Bà Lý. Cung điện Nguyên Nga tráng lệ này có thể sánh với cung điện Quê Giá Giành Tá của Đế Tích, giờ nó quả thật giống như bãi Tha Ma. bà cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới quả thật giống như ngôi nhà lớn đang bốc cháy dữ dội những chúng sanh này gồm có nhân loại chư thiên và phạm thiên tất cả đều phải trải qua sự sanh lão bệnh và tử và sau khi chết phải thọ sanh trở lại rồi lại già bệnh và chết trong kiếp luân hồi vô số kể chúng sanh phải chịu khổ đau khôn tả tuy vậy họ vẫn không biết con đường thoát khỏi sanh già bệnh và chết khi nào họ mới biết được con đường ấy khi quán sát như vậy và nhận ra tính chất đáng sợ của sanh, già, bệnh và chết và thấy rằng các vật dục và tâm tham dục cũng như ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đem lại hạnh phúc và vui sướng nhỏ nhoi nhưng nhiều đau khổ và tội lỗi. Thái tử hoàn toàn từ bỏ vui thích và luyến ái năm loại dục lạc rồi nói lên cảm nghĩ của ngài như sau. Upadrutam quattabo thầm Quatapō, ôi đầu đớn phiền não thay, ôi bức bách làm sao! Ngài khởi tâm mãnh liệt muốn từ bỏ thế gian và trở thành Sa môn. Khi tự nghĩ, ngày hôm nay đã đến lúc để ta từ bỏ đời sống gia đình. Thái tử rời khỏi lâm sàng và đi đến cửa lớn và hỏi rằng, ai ở đây? Vị quan chân Á đang ngủ, đầu gối lên ngạch cửa, bèn đáp lại tâu thái tử thần lạ trần ná thái tử bèn truyền lệnh cho vị ấy ta muốn từ bỏ thế gian ngày hôm nay đừng cho bất cứ ai biết hãy đi ngay và thắng yên cương vào con tuấn mã thần tóc xin đi quan trần ná truyền lệnh đáp lại thưa vân tâu thái tử và khi mang theo những vật dụng cần thiết để thắng yên cương cho ngựa vì ấy đi đến chùa ngựa trong ánh sáng lung linh của những ngọn đèn dầu thơm vì ấy trông thấy con tuấn mã cành đá cá kẻ chiến thắng tất cả kẻ thù đang đứng trên nền đất dưới cái lọng có treo những chuỗi hoa lai vì ấy quyết định ta sẽ sửa soạn cho con tuấn mã kiết tường cành đá cá này để đưa thái tử đi xuất gia trong đêm nay vì ấy thắng yên cương vào con tuấn mã cành đá cá với đầy đủ những thứ cần thiết khi đang được thắng yên cương như vậy cành đá cá bỗng nhận ra rằng lần này ta được thắng yên cương khá chắc những lần trước khi đến vườn thượng uyển người ta thắng yên cương không chắc như vậy đêm nay thái tử chắc chắn sẽ cởi trên mình ta để đi xuất gia trở thành sa môn đầy vui sướng kiên trắc hí vang tiếng hí trong nỗi vui sướng của nó đáng ra sẽ vang dội khắp thành các bí lá quá thú nhưng chư thiên đã làm cho không ai nghe được tiếng hí của nó trong khi vị quan Trần nát người bạn đồng sanh của Thái tử đang đi thắng Yên Cương cho ngựa kiền trắc như vậy, thì Thái tử khởi lên ý nghĩ. Ta sẽ đến thăm đứa con trai mới chào đời của ta trước khi đi xuất gia. Ngài bèn đi đến phòng hoàng hậu Yusodara và mở cửa phòng. Vào lúc ấy, căn phòng được tỏa sáng lung linh bởi những ngọn đèn dầu thơm và hoàng hậu Yusodara, mẹ của Rahula, đang nằm ngủ trên chiếc giường trải hoa lại. Đầu của đứa bé ra hú lá tựa trên tay của bà. Thái tử đứng ở ngưỡng cửa và trong khi nhìn, ngài suy nghĩ. Nếu lấy bàn tay của hoàng hậu ra và ẩm đứa con, thì chắc chắn sẽ làm cho hoàng hậu thức giấc. Khi hoàng hậu thức giấc thì sẽ gây chướng ngại cho kế hoạch xuất gia mà ta sắp thực hiện. Bây giờ không thể được, ta chưa thể gặp con. Đợi sau khi thành Phật rồi ta sẽ về thăm con trai. Sau khi suy nghĩ như vậy, Ngài đi xuống khỏi cung điện, đến nơi con Tuấn Mã và nói với nó rằng Này Kiện Trắc, người bạn đồng sanh của ta, hãy giúp ta đêm nay, sau khi chứng đắc Phật quả, ta sẽ cứu vớt thế giới hữu tình chúng sanh, bao gồm cả chư tiên, ra khỏi vòng luân hồi và đưa họ đến miền đất cao cả của Niết Bàn. Rồi thái tử lên lưng con Tuấn Mã Kiền Trắc. Tuấn Mã Kiền Trắc dài 18 hất tay, tính từ cổ và có chiều cao cân đối. Nó có sức mạnh to lớn cũng như tốc độ nhanh, toàn thân màu trắng như tuyết. Tướng mạo của nó khả ái và duyên dáng như cái tù và mới được đánh bóng. Ngồi trên lưng con ngựa Kiền Trắc còn có chành nát, cũng là một người bạn đồng sanh khác của ngài. Tay nắm chặt vào đuôi của con ngựa, Bồ Tát ra khỏi hoàng cung vào canh giữa của đêm thuộc ngày thứ hai, tức ngày rằm tháng Asala năm 97 lịch Maha Era, và đến tại cổng chính của Kinh Đô. Khi Bồ Tát đang cởi lên lưng ngựa kiền trắc như vậy và ra khỏi hoàng cung thì chư thiên đặt bàn tay của họ dưới móng của con ngựa trong mỗi bước gõ của nó để không ai nghe được âm thanh từ các móng của nó. Thái tử, vị quan Trần Nát và Tuấn Mã Cành Đác Cá, mỗi nhân vật đều có dự tính riêng. Chính trong thời gian ấy, nhà vua Suối đà đã thực hiện những dự phòng để ngăn chặn Thái Tử ra đi, bằng cách tăng cường củng cố ở hai bên cổng chính của kinh thành. Mỗi bên chỉ có thể mở ra được bằng sức mạnh của một ngàn quân binh. Đức vua suy nghĩ, nếu được bố trí như vậy, thì con trai của ta sẽ không thể nào ra đi bằng cổng chính của kinh thành mà không ai hay biết. Thái tử là người có sức mạnh to lớn, ngài có sức mạnh tương đương với 10.000 triệu người đàn ông bậc trung, do đó ngài tự nghĩ. Nếu cổng chính này không mở thì ta sẽ trốn thoát ngày hôm nay bằng sức mạnh của riêng ta. Vẫn ngồi trên lưng của con tuấn mã cành đá cá, ta sẽ nắm chắc quan trành nát đang cầm đuôi của con ngựa và kẹp con ngựa giữa hai đùi của ta rồi nhảy qua bức tường thành cao 18 hắc tay. vị quan Trần Á cũng tự nghĩ, nếu cổng chính của kinh thành không mở thì ta sẽ để thái tử ngồi trên vai của ta, tay ta quặp lấy con ngựa kiền trắc dưới nách bên phải và ghi chặt ngài bằng bàn tay phải của ta, ta sẽ nhảy qua bức tường thành của kinh đô Capital Quá Thú cao 18 hắc tay và thoát đi. Tuấn Mã kiền Trắc cũng tự nghĩ, nếu cổng chính của kinh thành không mở, thì ta sẽ giữ cho thái tử ngồi yên trên lưng của ta cùng với vị quan trình nát đang giữ chắc đuôi của ta. Ta sẽ nhảy qua bức tường thành cao 18 hắc tay của kinh thành có lá quá thú và trốn thoát. Thể lực của thái tử Một con voi cà lao quát cá có sức mạnh bằng sức mạnh của người đàn ông bậc trung. Một con voi đành ghề giá có sức mạnh bằng 10 con voi cà lao quát cá hay 100 người bậc trung. Một con voi bằng đá rá có sức mạnh bằng 10 con voi gành ghê giá hay 1.000 người bậc trung. Một con voi tầm bá có sức mạnh bằng 10 con voi bằng đá rá hay 10.000 người bậc trung. Một con voi biển gá lá có sức mạnh bằng 10 con voi tầm hát hay 100.000 người bậc trung. Một con voi gành đá có sức mạnh bằng 10 con voi biển gá lá hay 1 triệu người bậc trung. Một con voi bằng gánh lá có sức mạnh bằng 10 con voi gành đá hay 10 triệu người bậc trung. Một con voi hề má có sức mạnh bằng 10 con voi bằng gánh lá hay 100 triệu người bậc trung. Một con voi úp bồi sát thá có sức mạnh bằng 10 con voi hề má hay 1 tỷ người bậc trung. Một con voi chết đành tá có sức mạnh bằng 10 con voi úp bồi sát thá hay 10 tỷ người bậc trung. Bồ Tát có sức mạnh bằng 10 con voi chành đá tá hay 100 tỷ người bậc trung, chúa giải Anguttara. Hành động ngăn cản của ác ma wasawati. Như vậy, ba nhân vật trên đều có ý định giống nhau, ngay cả cổng chính của kinh thành không mở, chắc chắn một trong ba nhân vật cũng sẽ hành động để hoàn thành kế hoạch của thái tử. Tuy nhiên, do ai lực của những điều phước đã tích lũy của quá khứ, chư thiên canh gác cổng thành vô cùng hoan hỷ mở sẵn cổng thành để ngài đi ra. Ngay khi ngài cởi ngựa ra khỏi Cẩm Thành, có vị quan trình ná theo sau thì ác ma Quách Sát Quát Tỳ, kẻ luôn luôn chống lại và ngăn chặn sự giải thoát của chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử, đi xuống cõi nhân loại từ cõi tha hóa tự tại thiên trong chốc lát. Ngay khi người lực sĩ vừa duỗi cánh tay ra hay gấp lại cánh tay được duỗi ra đã xuất hiện ngay trước mặt Thái tử mục đích của ác ma là ngăn chặn việc ngài từ bỏ thế gian bằng cách khéo lừa ngài tin rằng sự ngăn cản như vậy là có lợi cho riêng ngài khi đứng trong hư không ác ma nói rằng hỡi thái tử bồ tát kiên cường dũng mãnh đừng xuất gia và trở thành sa môn ngay vào ngày thứ bảy kể từ hôm nay xe báu của chi thiên dành cho ngài sẽ xuất hiện ác ma cũng ra sức làm nhục chí thái tử bằng cách nói với ngài rằng ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương trị vì khắp bốn đại châu được bao quanh bởi hai ngàn tiểu đảo hãy trở về tâu bệ hạ nhân đó thái tử bồ tát hỏi người là ai kẻ đang nói với ta và làm nhục chí của ta ác ma đáp lại tâu bệ hạ tôi là ma vương quá sát quá Tì. rồi bồ tát khẳng khái đáp lại rằng này ác ma đầy quyền lực ta đã biết trước ngươi rằng xe báu chắc chắn sẽ phát sanh lên cho ta. Về phần ta, ta không có chút ham muốn nào được trở thành chuyện lân vương, trị vì khắp bốn châu. Bây giờ, này ác ma, hãy đi khỏi đây ngay, đừng đứng cản đường ta. Về phần ta, ta sẽ cố gắng trở thành một vị Phật để tiếp độ chúng sanh, những kẻ sẵn sàng nghe giáo Pháp, đến miền đất chiến thắng của Niết Bàn khiến cho 10.000 thế giới phải quay cuồng và vang dội như bánh xe của người thợ gốm. Nhân đó, ác ma đe dọa thái tử bằng những lời sau đây. Hỡi ông bạn thái tử Thá, hãy thường xuyên nhớ lấy những lời của ông. Từ giờ trở đi, ta sẽ làm cho ông biết rõ ta là ai, bất cứ khi nào tâm của ông chứa đầy những ý nghĩ về dục lạc, những ý nghĩ nóng giận hay những ý nghĩ độc ác và từ đó trở đi ác ma luôn luôn theo dõi chờ đợi các phiền não khởi sanh trong tâm của thái tử ác ma theo sát ngài như bóng theo hình suốt bảy năm trời với ý định giết chết ngài ngay tại chỗ mà các phiền não khởi sanh trong dòng tâm của bồ tát sự hộ tống rầm rộ của chư thiên và phạm thiên đến bờ sông ác Đồn mà năm 29 tuổi khi sắp nhận vinh quang và quyền lực của vị chuyển luân vương, Ngài đã xem thường và vứt bỏ chúng tựa như chúng là những bãi nước bọt. Nửa đêm vào ngày rằm tháng a sát lá khi trùm sao a sát lá và mặt trăng giao hội với nhau năm 97 theo lịch maha e ra Ngài rời hoàng cung nguyên nga như cung điện của vị chuyển luân vương. Nhưng khi Ngài đang đi như vậy thì ước muốn quay lại nhìn kinh đô các biết láo quá thú khởi sanh trong tâm. Khi ý nghĩ ấy đã khởi sanh trong tâm của Thái tử ngay chính chỗ mà ý nghĩ khởi sanh quay vòng như bánh xe của người thợ gốm, tự như quả đất đang nói với Ngài rằng Hỡi Bồ Tát, có người cao quý, những việc phước của Ngài sẽ giúp Ngài thỏa nguyện mà không cần phải quay lại để nhìn bất cứ điều gì. Cảnh mà Ngài muốn nhìn tự nó sẽ ở ngay trước mặt. Như vậy, Thái tử đã nhìn ngắm kinh đô cấp lá quá thú từ chỗ Ngài đang đứng mà không cần quay lại Chỗ con ngựa cành đá cá dừng lại được đánh dấu bằng một bảo táp được xây dựng mang tên là cành đá cá Ní Quá Tách Ná. Rồi ngài tiếp tục lên đường một cách ai vệ trên lưng của con tuấn mã cành đá cá. Chào theo con đường thái tử đi qua, tất cả chư thiên và phạm thiên rầm rộ tiễn đưa ngài ở phía trước và phía sau, ở bên phải và bên trái. Một số cầm 60.000 cây đuốc được thắp sáng, 600 ngọn đuốc cháy sáng, theo chú giải bộ Buddha Quang Sát. Những việc khác thì tôn kính Ngài bằng những tràng hoa thơm, bột chiên đàn, phất trần bằng lông đuôi của con bò Tây Tạng, cờ và xí. Họ vừa đi vừa hát những bản nhạc của Chư Thiên và chơi năm loại nhạc khí của Chư Thiên. Đức Bồ Tát cao quý, bậc đã ra đi xuất gia trong oai nghi, đường bệ như vậy, đã đi qua ba vương quốc xà kiết giá, cô lý giá và má lá chỉ trong một đêm, với quãng đường dài 30 giờ tuần cuối cùng đến bờ sông Anoma. Chú thích, con tuấn mã cành đá lá có tốc lực phi nhanh như gió, có thể chạy quanh ngọn núi, chắc các quả lá vào lúc sáng sớm và trở về đúng giờ ăn trưa. Tuy nhiên điều đặc biệt cần chú ý là vào lúc ấy, những tràng hoa thơm được rải xuống bởi chi thiên và phạm thiên, rồng và kim sĩ điểu vân vân từ trên không trung phủ trên mặt đất, cao đến ngàn rốn của con ngựa và vì thế nó đã lê bước ra sức vượt qua khối hoa dày đặc như đang đi qua vùng đất lạy lội và như vậy chỉ có thể đi được 30 giờ tuần trong một đêm Kết thúc chương 3 Sự trông thấy 4 điểm tướng